làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Benride. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Benride nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Như một thói quen vậy đó, mỗi ngày đều phải kể chuyện. Không kể chuyện nó ngứa ngáy, nó chịu không có nổi. Nhiều khi mệt lắm, tại hôm nay trời rất là nóng. Nhưng mà mình muốn nghỉ ngơi chút xíu cũng không được. Giống như cái sự thao thúc như thế nào đó phải kể. Thì câu chuyện hôm nay là một bạn fan gửi về cho Tân tiếp. Câu chuyện này nói quen á thì nó không quen, lạ nó không lạ, nhưng mà chốt bởi câu chuyện này là một câu hỏi. Thì hôm nay là Tân kể câu chuyện này trước và Tân đưa ra câu trả lời sau, và chúng ta cùng nhau khám phá với câu chuyện này. Thì bạn này á là một trong những du học sinh du học ở nước ngoài, và bạn gái của bạn này cũng là du học sinh giống như bạn này. Nhưng mà cả hai bạn này ở cách nhau á là 9 tiếng đi xe, tức có nghĩa là họ không ở chung một thành phố, họ ở hai thành phố khác nhau. Chỉ có dịp cuối tuần hoặc là một tháng gặp nhau khoảng 2 lần là họ đi 9 tiếng đồng hồ đến cái nơi nào đó họ gặp. Còn không là bạn nam này á là phải đi qua thành phố của bạn nữ để mà gặp. Thì bạn biết cuộc đời của du học sinh á, nếu mà nhà bạn có tiền á thì không gì để nói, mà nếu nhà bạn khó khăn mà bạn phải tự lực cánh sinh thì cái tiền đi lại hay là tiền thuê khách sạn, nhà nghỉ nó rất là mắc. Đối với ở nước ngoài nó không hề rẻ. Cho nên là hai bạn này là nói thật sự ra là ở chung một đất nước nhưng mà lại yêu xa. Cho nên cái phương tiện dễ dàng nhất là nói chuyện qua điện thoại, là FaceTime hoặc là video call bằng Facebook. Thì các bạn biết á, công nghệ phát triển thì nó cũng đến với những giới trẻ rất là nhiều. Họ sử dụng công nghệ và dần dần họ không tin vào cái chuyện mà tâm linh hay là những chuyện ma mị. Họ dần dần họ sống theo cái nhịp sống của người nước ngoài, và họ dần dần là họ không còn nhớ đến những cái chuyện là quỷ ma xung quanh như thế nào. Thì cho đến một cái ngày ngày hôm đó là bạn này video call hay là bạn gái của mình, thì cái người bạn gái khi bắt máy lên á thì mới nói liền vô điện thoại một cái câu rất là sợ hãi. Nó là: anh ơi, bên phòng của em đang làm một buổi lễ trừ tà. Thì cái bạn nam mới nói là: trừ tà là sao em? Thì người bạn gái mới nói rằng là ở bên phòng của em á có một con nhỏ, nó đi nhà thờ về và sau đó nó bị quỷ nhập. Mà mấy bữa nay rồi nó có nhiều biểu hiện lạ lắm. Nó ngồi nói chuyện nửa đêm mà cái giọng nói của nó là giọng nói của một người đàn ông mà nói bằng tiếng Anh, chứ không phải là nó, mà nó biết nó là người Việt. Nó một cái giọng người đàn ông. Thậm chí tụi em thấy nó ngồi nhai sách. Rồi có lúc á nó cầm dao á, nó tự cắt tay nó. Nó ngồi nó cười một mình. Thì tụi em nghĩ nó bị ma nhập, bị quỷ nhập. Cho nên khi tụi em tới nhà thờ gặp cha xứ đó, thì cha xứ có cử một người tới để mà làm lễ trừ tà ở tại phòng này. Thì lúc này á bạn nam bên này có nghe bên đó đang đọc kinh thánh và tiếng la hét rất là nhiều từ cái cô bạn đó. Thì bạn này trong cái sự gọi là quá là bất ngờ, cho nên mới lo lắng cho người yêu của mình, mới nói là: em đi ra ngoài đi, em đừng ở trong đó để cho người ta làm. Thì cái bạn này mới nói là: em không ra được, tại vì cha xứ nói là em phải ngồi ở đây luôn để coi tụi em có bị hay không. Nếu tụi em không bị á tụi em được đi ra, còn nếu tụi em có bị nhập á em không ra được. Thì bạn nam này thực sự gọi bạn gái mình là để trò chuyện, để mà nói chuyện tâm tình. Nhưng mà gặp cái sự kiện như vậy lần đầu tiên xảy ra ở nơi xứ lạ quê người, thì bạn này không tưởng tượng nó như thế nào, là thứ nhất. Thứ hai là bạn này cũng là người theo đạo, là đạo Chúa đó, mà người bạn gái cũng theo đạo Chúa luôn. Cho nên là cả hai người này hoàn toàn không có tin vào chuyện tâm linh, là có ma hay là quỷ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên là thấy một người bạn cùng phòng như vậy. Riêng cái người bạn nam mà chia sẻ câu chuyện cho Tân đó, thì người bạn nam này chỉ nhìn qua cái video call trong lúc đó thôi. Cho nên là người bạn nam chưa có mường tượng hết được cái sự ghê rợn ở bên kia như thế nào. Còn người bạn gái thì vừa nói nhưng mà nước mắt đó thì chảy ra, thì quá sợ. Tại vì cảm thấy cái người bạn ở cùng phòng của mình có nhiều biểu hiện lạ, mà bắt đầu gào thét.
thậm chí là da thịt tự động nứt ra mà chảy máu, là theo lời người bạn gái bên đó kể lại. Thì trong quá trình đang nói chuyện thì một cái tiếng hét ở bên đó, và chính người bạn nam nhìn thấy trong cái video call là cái ly nước lọc để ở trên bàn ở bên góc của cái màn hình đó, nó tự động nó nổ, nó bể. Thì khi nó bể cái bụp một cái á, thì cái màn hình nó sụp, là bạn này không nói chuyện được với bạn gái của mình nữa. Và suốt 2 tiếng đồng hồ sau khi không liên lạc lại được thì người bạn này rất là lo lắng cho người bạn gái của mình. Thứ nhất là không biết phải là tâm linh ma quỷ gì hay không, nhưng mà lỡ đây là một cái giáo phái gì đó ở nơi thành phố mà bạn gái mình đang ở thì làm cách nào để cứu bạn gái mình. Tại vì bạn này rất là sợ, sợ rằng rất là nhiều giáo phái lạ ở các quốc gia khác nhau họ lôi kéo tín đồ và họ làm những cái chuyện để mà tín đồ họ tin tưởng vào cái sự tâm linh, và họ bắt đầu đi theo cái giáo phái đó và quên đi người thân, tình yêu và cá nhân của mình. Cho nên là người bạn trai này rất là sợ. Thì sau 2 tiếng người bạn gái mới nhắn tin rằng là em không sao, em ổn và em đang trên đường để mà đến thành phố của anh. Em muốn ở bên anh một thời gian tại vì bên này quá là không ổn. Em ở bên đó và em tìm việc em làm cũng được. Còn cái phòng này em trả lại, chứ em không ở chung những con nhỏ ở đây nữa. Tại vì con nhỏ bạn của em nó bị nhập ghê quá, và bây giờ cha xứ cùng với một số người nữa đã mang nó về nhà thờ để làm lễ trừ tà, và hiện tại chối nó lại rồi. Thì cái người bạn mà kể câu chuyện cho mình á, người bạn nam bắt đầu thấy lòng mình nó nhẹ nhàng. Tại vì bạn gái đang trên đường đi qua mình, thì người bạn nam mới bắt đầu sửa soạn và chuẩn bị tiền bạc để mà thuê một căn phòng nhà nghỉ cho bạn gái mình đỡ, trước khi mà bạn gái có thể tìm ra phòng ở ghép chung ở tại thành phố bạn này. Thì ở trong phòng bạn nam này đó là cũng ở chung với một số người bạn nam khác. Thì bạn này mới nằm suy nghĩ, thì những người bạn nam khác cũng là người Việt thì mới hỏi rằng là mày có chuyện gì. Thì bạn này mới kể lại câu chuyện như nãy giờ Tân kể cho những người cùng phòng nghe. Thì những người cùng phòng họ im lặng, nhưng mà họ không có thái độ gọi là cười giỡn, họ im lặng. Họ nói sao ghê về mày, lần đầu tiên tao mới thấy bộ làm như trong phim hả, tự nhiên có chuyện như vậy. Nhưng mà thôi, mong bạn gái mày qua đây bình yên, chứ tụi mình ở xứ lạ quê người đủ thứ chuyện hết, bị kỳ thị rồi bị đủ thứ chuyện mà bây giờ còn ma cỏ nữa thì ghê quá. Thì trong cái phòng bạn này có một cái người, là người bạn này là người trầm tính nhất, là một người theo đạo luôn nhưng mà rất trầm tính, ít nói chuyện với ai trong phòng và không hề đùa giỡn, là một người cực kỳ nghiêm túc và có chính kiến của mình. Người này là cái người mà quan bạn này rất là thích, nhưng mà không phải là cái người để mà có thể giao du mà có thể nói chuyện hết, bộc bạch hết tấm lòng của mình, giống như cái loại người mà thanh niên nghiêm túc á, là một người rất là nghiêm túc trong công việc, đi về là mở sách ra đọc, rồi tra cứu học hỏi rồi ngủ, đúng giờ đúng giấc là ăn uống. Thì cái người này là cái người nào giờ là như vậy. Và cái phòng của người bạn kể câu chuyện cho tụi mình nghe đó cũng là một cái phòng nghiêm túc, nó không phải là cái phòng mà những cái người mà đùa giỡn hay là ăn chơi trác táng. Họ là những người sinh viên rất là khó khăn, họ qua đó để mà họ kiếm cái nơi mà để học, rồi họ đi làm thêm để mà kiếm sống. Gia đình thì rất là khó khăn và mong có được một cái bằng có thể làm ở tại quốc gia của người ta thì kiếm được tiền gửi về cho gia đình ở quê nhà. Cho nên là họ không phải là những người mà ăn chơi trác táng tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà những người còn lại, trừ cái anh trong phòng nãy Tân mới kể đó, thì những người còn lại tính tình hơi vui, vui vẻ nhưng không phải là vui quá đó. Thì cái lúc mà, tại vì bạn biết là từ cái nơi cái cô bạn gái mà qua thành phố của anh này là mất 9 tiếng đồng hồ, cho nên là bữa đó cũng đã đêm rồi, thì chắc cô này cũng lên chuyến xe đêm mà đi về thành phố này, thì anh này vẫn buộc phải ngủ. Thì trong lúc ngủ đó các bạn, một cái tiếng nói thuyền viên cả phòng đều nghe luôn, là tụi bay chứng kiến hết tất cả những cảnh mà tao làm rồi hả. Nhưng mà cái tiếng nói này là bằng cái tiếng địa phương của vùng miền đó, không phải là tiếng Anh. Có nghĩa là cái đất nước của bạn này sống á, có thể là người ta nói tiếng địa phương của vùng đó. Thí dụ họ sống Mexico thì họ nói tiếng của Mexico, hay là sống ở Malai nói tiếng của Malai, nhưng mà cái ngôn ngữ chung là tiếng Anh. Thì cái tự nhiên họ nghe cái tiếng địa phương đó ở trong cái căn phòng đó, thì những người ở trong phòng này cũng hiểu tiếng địa phương. Thì khi họ mở mắt ra thì cái người nói cái tiếng đó đó là cái anh mà thanh niên nghiêm túc, cái người nghiêm túc nhất trong phòng,
lại ngồi nhìn về hướng những người còn lại và nói câu đó và cười. Và tiếp tục cái lời nói đó, là anh này anh nói là tụi bay tưởng là những thằng đó có thể trục tao ra khỏi con nhỏ đó rồi, nhưng mà tao đã đến đây, tao đã ở trong linh hồn của nó, của thằng này, và không bao giờ tao ra. Thì khi nói câu đó xong đó, cái con mắt của anh này nó chuyển sang màu trắng đục, nó như một cái phim luôn. Anh này, cái bạn mà kể câu chuyện này như một cái phim luôn. Và nó ngồi nó cười cả đêm. Thì những người trong phòng rất là hoảng, họ rất là hoảng, họ sợ lắm mà không biết làm cách nào. Người thì niệm Phật, người thì lấy thánh giá để ra, nhưng mà nó không si nhê gì hết, nó vẫn ngồi đó. Và nó gục đầu xuống, nó ngồi mấy tiếng đồng hồ như vậy. Và cả phòng đều căng thẳng hết, cả phòng rất là căng thẳng, cả phòng không ai dám làm gì hết, chỉ ngồi đợi tới. Thì một người ở trong phòng này mới nói là mình lẻn ra ngoài đi, mình chạy đến nhà thờ gần đó, còn mình gõ cửa coi sao, mà trời đã khuya rồi, 1-2 giờ sáng. Nhưng mà những người mới lẻn ra, thì khi họ lẻn ra đó, cái người mà bị nhập á cũng không có động thái gì đó, họ vẫn ngồi gục đầu im re, chứ không phải họ quậy, họ phá gì hết, họ ngồi im re hết. Thì hai người này mới qua nhà thờ đập cửa, thì mới kêu một người cha xứ, mời một người cha xứ qua. Thì khi cha xứ qua, họ nhìn cái biểu hiện đó, họ nhìn, họ tới, thì họ dựng trên đầu của anh này, họ đọc cái dòng kinh trong kinh thánh. Thì mình không biết là đọc cái gì, và cái người bạn kể câu chuyện cho mình cũng không hiểu ổng đọc cái gì. Thì ổng đọc cái tiếng giống như tiếng cổ vậy đó, chứ không phải là cái tiếng của địa phương hay tiếng Anh mà để hiểu được. Thì khi đọc xong đó, cái người bạn của ảnh tự nhiên hét lên, la lên, và người dãy dụa tùm lum hết. Thì cái người cha xứ này mới đè xuống, và những người khác đè anh này xuống, chói hai tay hai chân lại. Và người cha xứ mới cầm một cái ly nước lọc và phun vô mặt anh này. Phun đến đâu đó thì cái da của anh này nứt đến đó, mà máu rỉ ra từ tay, cổ và trên ngực. Và cái người cha xứ đọc lên một cái tên, và khi đọc lên cái tên đó mà nhiều lần đọc như vậy, và bắt anh này phải thừa nhận và nói lại đúng cái tên mà người cha xứ đọc, giống như là mày tên gì phải trả lời cái tên đó. Thì khi cái người bạn của anh này đọc lại cái tên đó, thừa nhận cái tên đó, thì lúc này người cha xứ mới nói rằng là nhân danh Chúa, ngươi hãy về với địa ngục và trục ra khỏi cái xác này. Thì phun một cái nước nữa vô trong mặt anh này, thì anh này bắt đầu nằm lại bình thường. Anh nằm lại bình thường, và người cha xứ ngồi kế bên cả đêm, ngồi kế bên cả đêm luôn. Họ bắt đầu thắp đèn cầy và để hình thánh giá khắp nơi. Thì khi đến sáng thì mọi chuyện bình ổn, không có chuyện gì xảy ra đối với anh này. Thì người cha xứ mới kêu anh này đó, nếu được thì nghỉ học và nghỉ làm việc thêm, đi vô nhà thờ khoảng 10 ngày, ở trong nhà thờ sắp xếp cho chỗ ở, ăn uống ngủ nghỉ. Nếu như không có biểu hiện gì xảy ra nữa thì hãy ra ngoài. Thì khi mà cái người này đưa nhau vô nhà thờ 10 ngày đó, thì cái hôm đó cái người bạn gái của cái người kể câu chuyện cho mình á cũng vừa tới cái thành phố này. Thì anh mới kể là đêm hôm qua cái người bạn của anh cũng bị y chang bạn của em, là khi anh con điện thoại như vậy đó. Thì người bạn gái nó ghê về anh, thiệt hả? Nó thiệt. Nhưng mà cha xứ đã mang cái người đó vào nhà thờ rồi, và tụi anh cũng trả lại căn phòng này, tụi anh đang đi mướn một căn phòng khác. Thì cái người bạn gái mới kể lại sự tình đầu đuôi đó, là khi ở bên thành phố bên kia thì là cổ, những người bạn cổ đi nhà thờ. Sau khi ra khỏi nhà thờ thì cái cô bạn mà bị nhập đó là tự nhiên đi đến một cái phiến đá. Cái phiến đá này nằm trong một cái khu mộ nghỉ trang ở gần cái nhà thờ đó. Và cái cô này tự nhiên thôi, cô đọc được cái tiếng gọi là cổ ngữ ở trên cái phiến đá đó. Và khi cô đọc cái cổ ngữ đó, là từ giây phút đó trở đi, cổ có rất nhiều biểu hiện lạ. Và khi về đến phòng thì cổ xảy ra những trường hợp y chang những gì anh này nhìn thấy từ người bạn trong phòng của mình. Thì qua cái sự việc này á, họ mới có những cái người mà kể câu chuyện cho mình nghe đó, họ mới đặt một câu hỏi cho Tân. Họ nói á, nếu như trên đời này tôn giáo đạo Phật, đạo Chúa là khác nhau đó, thì ma quỷ cũng khác nhau hay sao? Tại vì ma quỷ của Việt Nam á, hay là châu Á đó, họ thấy á, là một khi hiện ra là có thầy pháp tới trừ rồi trở lên bình thường, hoặc là xâm nhập vào cơ thể, hoặc là họ như thế nào đó, như những câu chuyện Tân đã kể. Nhưng tại sao quỷ của châu Âu hay là nước ngoài
thì họ phải đọc tên của họ, và sau đó họ trở về cái địa ngục và cha xứ phải làm lễ trừ tà. Vậy thì cái con quỷ của châu Âu nó dữ hơn con quỷ của châu Á hay là nó như thế nào? Thì cái điều này nó phải liên quan đến cái đời sống của hai bên, người châu Á và người châu Âu, hay là người nước ngoài, nó không giống như người Việt Nam mình hay những người châu Á. Cái đời sống họ khác nhau, cái hình thành lịch sử nó khác nhau. Nhưng mà các bạn nên biết một điều, nếu như các bạn bỏ qua những cái chuyện tôn giáo đi, thì các bạn sẽ thấy một vấn đề là cái biểu hiện nhập nó giống nhau. Các bạn thấy tại sao cái câu chuyện ngày hôm nay, đáng lẽ cái người bị nhập không phải là cái anh mà đang nghe điện thoại, cái anh kể câu chuyện cho mình, tại ảnh là người chứng kiến cái ly bị bể, và ảnh là người được thông báo từ người bạn gái của mình là trong phòng của người bạn gái có người bị nhập. Thì ảnh bị nhập chứ tự nhiên trong phòng của ảnh có một người khác bị nhập. Thì nếu theo cái việc mà tôn giáo mà ở bên châu Âu, người ta gọi là người đó là cái người mà có đức tin yếu, không có đức tin mà gọi là rõ ràng, cho nên là người đó mới bị nhập. Nhưng mà người châu Á đó, theo đạo Phật đó, thì họ nói là người yếu bóng vía, là người hợp tuổi. Thì các bạn biết ở bầu trời châu Âu, bầu trời nơi mà anh này ở, thì đâu có ai đi coi tử vi tướng số đâu. Đâu có người châu Âu nào coi tử vi tướng số đâu. Cho nên vô tình cái hồn nó hợp, nó nhập thôi. Chứ đâu có nhập được những người còn lại đâu. Khi nào mà nó nhập vô người của cái anh vật chủ đầu tiên mà nó điều khiển được và nó hành xác anh này chết được, thì nó mới lên công lực của nó mới mạnh. Mình nói theo kiểu người châu Á mình á, là công lực nó mới mạnh. Thì sau đó nó mới điều khiển, nó hại những người trong phòng còn lại. Chứ còn mà nó mới vừa nhập vô thì bản thân nó vẫn còn yếu. Tại vì nó mới bị trừ từ ở bên phòng bên kia, những người cha xứ bên kia đã trừ nó rồi. Nhưng mà trừ chưa triệt để thì nó nhảy qua bên này, nó liền tìm vật chủ khác để mà nó nhập. Thì cái linh hồn của anh này là một linh hồn nó không có, kiểu như là không đức tin rõ ràng. Ảnh nằm đó mà ảnh không tin rõ ràng, ảnh bị yếu. Thì người châu Á mình gọi là yếu bóng vía. Thực sự ra đó, có rất nhiều con quỷ ở châu Âu mà trên nghiên cứu đó, nó có những biểu hiện giống như là những con quỷ ở trong châu Á của mình. Cái tên nó khác nhau thôi, nhưng mà cái cách hành xử, cách nhập và cách tạo ra cái chuyện mà ai oán thì nó giống nhau. Nếu các bạn nghiên cứu kỹ, ở hai bên nó có sự giống nhau, cũng giống như một loài hoa hay một loài nấm, hay là một cái con tôm đi, con crawfish, ở bên Mỹ gọi crawfish mà ở Việt Nam gọi là con tôm hùm đất. Nó khác tên nhưng mà nó chung một loại. Nhiều khi ở châu Á mình cũng có con quỷ đó, nhưng mà người pháp sư, cái người thầy chủ trì của người châu Á, họ xử lý theo cách khác. Nhưng mà cái người bên châu Âu họ xử lý cách khác. Mà Tân thấy rất là nhiều lần, giống như Tân coi phim, đọc sách, thì Tân thấy nó không triệt để, nó chỉ là phong ấn và ếm thôi. Cái hành động mà mình phun nước cũng giống như những người thầy pháp bên châu Á, là họ yểm bùa, họ quăng lá bùa, họ phun lửa để mà làm cho cái linh hồn nó suy yếu, rồi sau đó họ bỏ vô hũ, họ phong ấn, họ chôn dưới lòng đất, hoặc họ chôn với một cái cây nào đó trong chùa. Thì những người cha xứ này cũng y chang. Tân thấy rõ ràng là phun nước, đọc kinh, rồi sau đó là họ chôn trên cái phiến mộ ở gần nơi thánh đường. Thì có lẽ là họ giống nhau chứ không có hề khác nhau. Nhưng mà trong trường hợp này là con quỷ này nó có sự lựa chọn người nào phù hợp để nhập. Nhưng mà với con mắt sự sáng tạo cũng như là người châu Âu hay người nước ngoài, thì các bạn thấy cái hình ảnh nó ghê rợn hơn, nó dữ hơn, nó khủng khiếp hơn. Nhưng mà khi qua con mắt của người châu Á thì nó lại ma mị, nó lại ghê rợn theo kiểu khác. Thì qua câu chuyện của bạn này, Tân thấy có sự đường dây nó nối kết với nhau. Thì Tân sẽ giải thích sâu hơn nữa về một số loài quỷ mà bên châu Âu nó có ở bên châu Á. Nó có nha, phải nó không hề có đâu. Nó có. Nhưng mà người châu Âu họ nhìn nhận như một cái ánh mắt khác. Những cái phim ảnh, những câu chuyện họ kể nó khác. Còn người châu Á họ nhìn nhận nó nghiêm trọng hơn. Tại vì người châu Á đó, họ có những cái va chạm ghê rợn hơn. Và cái việc sanh tử của người châu Á, của dòng họ bà con của người châu Á nó quan trọng. Còn người châu Âu là họ thanh thản, họ nhẹ nhàng trong cái việc đó. Tại vì họ biết họ mất, họ về với Chúa Trời. Hoặc là nếu họ ác, họ xuống với địa ngục.
có hai đường thôi, không có gì khác. Nhưng mà họ không biết là địa ngục nó có cái gì, hay là lên với Chúa Trời thì có cái gì. Nhưng mà người châu Á thì rõ ràng vấn đề đó, địa ngục thì có 12 tầng, 18 tầng địa ngục. Còn lên thiên đàng là được về với Niết Bàn, về với cõi Phật, cõi tiên, thì vui vẻ hạnh phúc, có thể phù hộ cho con cháu đời sau. Nhưng mà về với địa ngục là phải chịu tội, là phải xử lý ở bên dưới mới được luân hồi. Thì cái hai bên nó có sự khác biệt nhau. Nhưng mà trên cái câu chuyện bạn kể, nếu bạn để ý một chút xíu, rõ ràng con quỷ này nó có sự lựa chọn. Nó chọn người phù hợp, chứ không phải ai đó cũng nhập. Trong phòng của bên kia rất là nhiều người nó nhập đúng một cô đó. Và cô đó có thể đọc được tiếng Phạn ngữ đó, tiếng cổ ngữ đó. Thì cái tiếng cổ ngữ đó phải người phù hợp mới đọc được, là có liên quan đến duyên kiếp, tiền kiếp. Tự nhiên một người bình thường châu Á làm sao đọc được tiếng cổ ngữ ở trên bia mộ của người ta? Có nghĩa là từ nhiều kiếp trước họ đã có giao tiếp gì đó cái con quỷ này, và bây giờ cái nghiệp đó mới trở lại ha. Điều thứ hai là ở phòng của bạn này có rất nhiều bạn nam, sau đó lại chọn cái người thanh niên nghiêm túc đó, và cái người đó cũng có cá tính kỳ lạ hơn so với những người còn lại, thì nó mới nhập. Tức có nghĩa rằng là nó có sự lựa chọn để mà nhập. Thì Tân vẫn nhìn nhận với góc nhìn của người châu Á, Tân không nhìn nhận với góc nhìn của người châu Âu hay người nước ngoài, tại vì Tân đa số kể chuyện về ma quỷ của châu Á. Nhưng mà Tân nghĩ rằng con quỷ này nó có sự lựa chọn. Còn những cái câu đọc, những người cổ ngữ hay những cái kinh cổ thì nó không đủ cái lực mạnh như là người châu Á họ triệt để. Châu Á là họ, một khi họ bày binh bố trận, không có chỉ một ly nước hay là một cái sự gọi là một cuốn sách mà họ trừ đâu. Tại vì tính ra người châu Âu họ có sự nhân đạo. Cái sự nhân đạo này rất là lớn, cho nên họ vẫn chừa một con đường để cho con quỷ đó tự động hối lỗi và quay về. Nhưng mà nói người châu Á, họ đã trải qua quá nhiều lịch sử liên quan đến ma quỷ. Một khi đụng chuyện là triệt luôn, chứ không có chuyện mà nhân đạo ở đây. Cho nên các thầy một khi đã bày binh bố trận rồi á, là bao nhiêu phong ấn là đem ra hết, và bao nhiêu đồ chơi là đem ra hết, dùng lửa ta gọi là thiêu tới bến luôn để mà triệt hạ, chứ không có kiểu mà để mà hối lỗi. Tại vì đối người châu Á đã là ma quỷ, đã là cái ác là phải trừ, chứ không có cho họ quay đầu theo cái kiểu mà nên tự suy nghĩ lại rồi quay đầu đi. Một khi đã giết người rồi là ác rồi, là phải xử liền, chứ không có chuyện đó. Các bạn hiểu cái vấn đề là như vậy. Cho nên trong những câu chuyện của châu Á thì khi mà gặp ma quỷ các thầy trừ rất là nặng, còn châu Âu thì họ nhẹ nhàng hơn. Cho nên trong các bộ phim hay những câu chuyện thì con quỷ của châu Âu thường nó lộng hành hơn, nó lì lợm hơn. Nhưng mà một khi qua châu Á thì dẹp đi, không có chuyện đó đâu. Đã trừ là trừ tới, một thắng hai thua vậy thôi. Thì Tân có thể giải đáp đến đây cho các bạn, cũng như câu bạn, cho cái câu hỏi mà cái người bạn đã đặt ra khi mà kể câu chuyện này cho Tân. Thì các bạn thấy như thế nào về câu chuyện của bạn này, hoặc ai đã từng giống như vậy thì cho Tân biết trong phần bình luận. Tại vì Tân rất ít nghiên cứu về ma quỷ của châu Âu, mặc dù có, nhưng mà Tân thấy không có đã cái nư của mình, cho nên là Tân ít khi Tân nghiên cứu. Thì hôm nay sẵn có bạn này kể thì Tân mới hỏi ý kiến các bạn. Các bạn thấy sao về câu chuyện này thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai nha. Bye bye.